Rồi, xin chào anh em. Một lô còn lại nè anh em. Mới về được mấy con, mai về nữa anh em. Nên mới về em quay cho anh em xem ha. Con đầu tiên là kem trắng anh em ơi. F2 ha. Bò đẹp lắm anh em. Ăn thối thác ăn luôn. Cổ tay nhỏ đứt rồi. Bỏ chút xíu anh em ơi. Tới con bò luôn. Bò này thì nó cao khoảng 1m lẻ anh em ơi, 1m lẻ cỡ 1m lẻ 7 á, xương sống to, rất dài đó. Nó ăn thấy ghê lắm anh em, mặt đẹp lắm, bò mặt đẹp. Còn con này thì con ba bê hơi chưa xuống xe nè anh em, xuống xe mà bay lên đóng cát nè. Đó, này thì nó khoảng 1m1 bò anh em ơi, chiều cao 1m1. Bự à. F2 á, mấy 3B mẫu này thì anh em biết rồi đó. Nó lớn con lắm. Mặt đẹp á. Mặt đầm tung luôn á. Nó hơi nhát ha. Baby bông. Đó. Cạnh đu bự anh em ơi. Trại bò Thanh Tĩnh á. Ấp Tư Thành Phố Cầu Kè Trà Vinh. Úi giời. Quá trời cái đít bò này luôn anh em. Móng đứng anh em ơi. Bò này nó chân cẳng nó là ok luôn, nó không chạy luôn. Rồi. Cổ, cổ thắt ha. Cổ nó ngủng rồi, cái gân cổ này nó nổi dữ nè. Gân cổ này nó nổi to với con bò nó hình. Con bò này hình mình bụng chứ không phải mình nóng nha. Bò này thiệt nhiên mấy con này thì nó ăn dữ lắm ạ. Đích giữ thành cái đích. Em nói con bò giữ là con bò giữ à. Tiếp theo là con số 3 là con kem trắng anh em ơi. F2 á. Thì cổ thì anh em thấy rồi đó, nó có một gang thôi chứ không nhiều đâu. Cái dây trước này, con bò này đang rụng lông ha. Đang rụng lông trước. Hơi nhát anh em ơi, cái phía sau này thì mình thấy nó hơi lông to ha, nhưng mà trước này nè, nó cũng lông sát rồi. Mặt bò rất là đẹp luôn anh em. F2 nha. Đầu có sừng. Đích thì khỏi chê anh em ơi. Đó. Chân cẳng thì cao gáo, nói với con đen là xứng lắm ạ. Dây dây đôi. Ăn liệm liệm á. Này con baby bông. Với con này bò dữ nữa nè. Con kem vàng anh em coi cái lưng nè. Đó. Thấy không? Cái gan của em mà cine gì con bò này. Ăn thấy lại luôn. Đẹp dữ lắm anh em ơi. Bò này nó pin dữ lắm anh em ơi. Anh em coi đít nè. Quay trong thoại không hết bò này đâu. Đít nó khía có ngắn có khía hết trơn. Mà thịt nó cứ ngắt nè, nó dễ khắc bò. Hồi đó giờ em mua được cái con này là con thứ hai. Một con trước là giao về, lúc trước là giao về cho anh ở Đồng Tháp. Là lúc đó giao cho anh 5 con. Cái này, con này được con thứ hai nè. Cái kem vàng nó đặt bò dữ lắm. Lùng liền nữa rồi. Hồi đó giờ là được con này con thứ hai. Tại vì cái mẫu này nó khó kiếm lắm. Tại vì cái tinh nó qua rồi á. Khó kiếm được mấy tinh mà đặt bò vậy lắm. Chân cẳng thì ok đó. Này thì cũng khoảng 1m08 anh em ơi. Con bò này, con bò cái là tới chỉ luôn, xí nè. Ngay lưng luôn. Còn quay bò đẹp. Mặt đẹp lắm anh em. F2 á. Bây giờ nó vô nó ăn rồi, chắc giờ em về hơi tối, quay hơi tối. Vô ăn, vô kèo ăn này. Giá từ 25 triệu rưỡi ăn lên anh em ơi. Tùy theo mẫu bò ha. Nhưng mà em thấy rồi. Anh em đi xa, gắng cố gắng bắt con bò đẹp về. Hàng xóm tôi lại là coi cũng khoái. Chứ nhiều khi người ta thấy mình đi xa bắt bò xấu gì nó kỳ lắm. Gì? Bò bê á. Con này đít, con này chứ con vàng con đây xứng nè. Đít, đít dài đặt bò. Còn hai con này thì nó xứng cặp. Anh em có nhu cầu thì điện số thoại 0389 047 298 anh em. Tại vì
em ở trên nhà lắm cho nên điện gặp ba em đi cho nó dễ báo giá trực tiếp. Trại bò Thanh Tín đó. Anh em có nhu cầu đi các tỉnh gần xa mở Google Maps lên, bấm trại bò Thanh Tín, em có định vị sẵn trên Google luôn, rồi mình đi theo bản đồ, còn không nữa thì móc điện thoại điện ba em chỉ đường. Con bò này đít nè, ghê lắm. Rồi em xin chào anh em nhé, hẹn anh em lại cái clip sau ha. Chùa ngoài đang tu sửa lại anh em ơi, nó quậy quá cái kìa, máng miết gì nó bay sao nào hết. Rồi xin chào anh em.